Gặp nạn đêm giao thừa, nữ sinh phải bay gấp vào thành phố Hồ Chí Minh để cứu đôi mắt. Nữ sinh 18 tuổi ở Gia Lai bị một quả pháo bắn vào mắt gây bỏng giác mạc. Bệnh nhân buộc phải bay vào thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm giao thừa để phẫu thuật gấp. Đang trên đường đi đón giao thừa, em N, 18 tuổi trú tại phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, gặp một đám đông đang đốt pháo. N bị một quả pháo bay vào mắt. Ngay lập tức gia đình đã đến hiện trường và đưa N đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bác sĩ chẩn đoán N bị bỏng giác mạc nặng một bên mắt. Ngay trong đêm, gia đình đã đi máy bay đưa N về thành phố Hồ Chí Minh để cứu đôi mắt cho bệnh nhân. Trong khi đó, bệnh nhân tên D, 17 tuổi tại xã La Bồng, huyện Chư Prong, Gia Lai, gặp tai nạn do đốt pháo. Trước đêm giao thừa, D bị pháo nổ bất ngờ vào vùng mặt, phải vào viện cấp cứu lúc 2 giờ sáng mùng 1 Tết với chẩn đoán bỏng giác mạc nặng, chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để phẫu thuật. Theo thống kê tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, ngay trong đêm giao thừa, đã có 5 trường hợp nhập viện do pháo nổ. Các bệnh nhân đều bị bỏng giác mạc mức độ nặng phải nhập viện lên tuyến trên. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.